tiên ta tôn kính Phật tuyệt đối. Vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật là một bậc tuyệt đối trong sạch. Cho nên khi ta tôn kính Phật, bỗng nhiên ta kềm chế bớt lại những cái ô nhiễm đó, kềm chế bớt lại thôi chứ không hết. Nhưng mà tôn kính Phật là cái nền. Đó là lý do tại sao mà sư phụ cứ dặn đi dặn lại hoài phải lễ Phật với tất cả sự tôn kính. Tự nhiên ta có cái phước, có cái sức mạnh, có cái ý chí, mình kềm chế lại, mình biết phải trái, biết đúng, biết sai. Vậy ái dục khủng khiếp lắm. Nó nói vậy phải sám hối không lạy Phật thôi, và khiêm hạ và phát nguyện cầu nguyện cho chúng sinh thoát khỏi ái dục. Lúc mình bị thì mình âm thầm mình niệm Phật, xin cho con và tất cả chúng sinh thoát khỏi ái dục. Cái câu đó như là một câu thần chú như vậy, thì từ từ nó bớt dần, nó bớt dần. Nhớ đọc cái câu đó giùm sư phụ nha. Xin cho con và tất cả chúng sinh diệt trừ được ái dục.